cho quý vị, hiện tại bây giờ thì Leo đang có mặt tại nhà giữ xe Sang Hồng. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng với lại Lý Hương đi thăm một số những cái đi xem chứ phải đi thăm đi đi xem một số cái hoạt động trong tuần lễ giao lưu văn hóa của Hàn Quốc với lại Việt Nam được tổ chức ở công viên 23 tháng 9. Hôm nay là ngày cuối tuần và ở công viên 23 tháng 9 thì rất là đông ha. Rồi ok, xin mời cả nhà đi nha. Xe nè, xe máy nè, rất nhiều. Một chiếc như vậy thì có giá là bao nhiêu nhỉ? Giữ xe đấy 6 ngàn. Còn qua đêm? Qua đêm là 11 ngàn. 11 ngàn. Ok. Xe rất là đông ha. Ngay chỗ công viên 23 tháng 9 thì có cái rất là nhiều những cái chỗ để chơi nè. Đây là chợ ẩm thực dưới lòng đất nè. Rồi kế bên có cái Sen Market. Rất là đông. Bên đây là ngay chỗ ngã ba cắt giữa đường Phạm Ngũ Lão và đường Đề Thám để đi qua khu phố Tây Bùi Viện. Vào dịp cuối tuần thì xe được chậm, không cho chạy vô. Khu phố rất là đông. Đây là ngã ba chỗ Phạm Ngũ Lão và Đề Thám. Bên đây là góc bên hông của công viên 23 tháng 9. Còn đây là một cái Rose 99 Sài Gòn. Một cái pa cũng rất là được khách Tây chuộng đến đây. Kế bên đó là khu chợ ẩm thực trong lòng đất. Rồi phía bên đây là chỗ trưng bày hội chợ giao lưu văn hóa ẩm thực giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Cụ thể là hai thành phố lớn thôi. Thành phố Gyeongju với lại là Sài Gòn của chúng ta. Rồi xin mời cả nhà cùng đi qua nha. Rất là nhộn nhịp và đông vui. Hôm nay chủ nhật mà có rất là nhiều những cặp đôi bạn trẻ tự sướng nè. Vui không? Đá cầu vô đá nữa. Xin chào. Wow, khu này đẹp lắm nè. À, ngợp đèn luôn. Ở đây có nguyên cái bản đồ của Gyeongsan Park gì đây. Này, ở đây có một cái biểu tượng đàn ta. Ở đây có một cái cuốn sách. À, quên chỉ ngón này. Chú Jay không? Chú Jay bữa nói là Lý Hương chỉ sẽ không được chỉ ngón giữa. Người Tây rất là đại kỳ ngón giữa. Sorry mọi người, mình sẽ chỉ ngón này. Chỉ ngón này. Ngón này là ổn nhất. Yeah. Wow. Đây nguyên gia đình áo cọc. Quá đẹp. Đẹp đều. Dạ không có gì. Chiền vô chụp không? Vô ngồi đi. Cô Nika. Ok. Ok rồi. Mình sẽ chọn những góc đẹp hơn mình chụp.
Nói chung là đi giao lưu như thế này vào một cái buổi chiều, ủa đi chơi chứ giao lưu gì, đi chơi vào những cái buổi chiều tối ở ngay công viên thì rất là mát ha, đèn hoa đẹp, hôm nay trời rất là đẹp. Mà hồi chiều, buổi chiều hồi nãy là trời mưa giận dữ, trút nước ầm ầm luôn á, giống như kiểu mà thủy tinh lên đánh sơn tinh ấy. Mà tối trời đẹp như thế này nè, thích ghê. Người Tây, Tây cao ghê chứ. Người Tây đến du lịch vào thời gian này thì cũng có khá nhiều trò để chơi đấy. Bên cạnh những cái công trình kiến trúc thì cũng có những cái chỗ như thế này, tuần lễ văn hóa, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Bên này có vẻ là ánh sáng tốt hơn cái bên hồi nãy. Ở đây có gì đây? Những cái quận của thành phố không? Rất là nhiều quận. Nhảy ở giữa, khu ở giữa. Chưa tới đâu. Tới rồi. Tới chưa? Ấy lại, ấy lại. Ừ. Bây giờ cho Lê đi Hiền nhảy coi tới không? Cho chị, cho cả nhà hình dung chiều cao. Ui. Cái nữa nào. Cố lên, cố lên. 1, 2, 3. Lâu quá. Rồi vậy nhảy cái giữa đi, kêu ta nhảy cái giữa quá đáng. Ôi trời, cái ở ngoài bìa nhảy không tới mà còn nhảy cái giữa. Cái này là không biết lượng sức rồi. Hôm nay đi trễ hay sao ơi? 10 giờ rồi. Dọn hết rồi. Em quay quay quay. Ấy, Hàn Quốc. Anh nhớ siêu. Lý Hương đang giả là người Hàn Quốc nói được anh nhớ siêu. Nói được tiếng xin chào. Mà hình như phải là anh nhớ siêu hay là cái gì siêu đúng không? Biết siêu. Anh nhớ siêu. Đây khách Tây. Tây cũng là. Tây cũng sao phai khí thế luôn này. Này chắc là người Nga. Đẹp ghê á. Để Lý Hương đứng lại chị Hiền quay cho mình cao so với nào với người Nga nha. Cũng không có trên là bao nhiêu hết cả nhà. Có mấy hôm cô hơi cao thì là khập khiễng á. Đấy, họ đang chụp hình Lý Hương quậy đó. Đi chơi nguyên đám bạn luôn, đồng ghê đấy. Phía bên đây còn cái hàng trang điểm, làm đẹp. Rất là dễ make up ấy. Người Hàn vậy. Ôi.
phim nè. Agamita nghe giống phim lắm ấy. Asahamita là cảm ơn. Asahamita. Hôm nay được trang trí giống như là một cung điện Hàn Quốc đấy. Nhà văn hóa Hàn Quốc nè. Bây giờ thì đã rất là trễ rồi. Ở đây có một số những cái này mà mình thấy trong phim giả cổ. Hi. Trời ơi, người ta dễ thương gì đâu. Gặp ống kính là hai thôi. Ôi Lý Hiền ơi, cái này là chỉ có trong phim đấy. Phim cổ trang của Hàn Quốc thì được dựng những cái bối cảnh coi như là thời hiện đại nhưng mà giả cổ. Nó không phải là những cái công trình kiến trúc thời cổ. Ở đây là cũng là một dạng như thế nè. Lý Hiền chụp hình không? Nó hơi tối một chút thôi. Rồi đi vô đi nào. Vô nhảy lên thử coi cao tới đâu nào. Ôi trời ơi, hai lần bạn đó bạn ơi. Trời ơi, đừng cố nhảy nữa. Không tới đâu. Cho tới vô với nào. Lý Hương nhảy lên tới không nào? Tới nhảy đi. Cao quá. Thấy vậy chứ cũng cao lắm đấy. Thứ cột của người Trung, của người Hàn Quốc thì cũng tương đối ha, không có quá cao đâu. Nhưng mà cũng cao lắm đấy. Đây là một cái sân khấu để thủy mặc à. Mang phong cách của Hàn Quốc lẫn. Đây phía bên đây nữa đây. Cái sân khấu này thì để dành cho biểu diễn những cái hoạt động, những cái gì, cái bộ môn của văn hóa Hàn Quốc để giao lưu đấy mà. Rồi mình đi qua phía bên đây, hình như là bên đây đang đối qua phía bên đây luôn, đối xứng. Gần như là tuyệt đối đấy. Của bên đây. Đây tỷ lệ con người, người đàn ông. Múa, múa bỏ. Tỷ lệ người Tây nè. Người Tây đứng vô công trình thì cảm giác công trình rất là thân thiện ha. Không quá cao. Ở phía trước mặt là một cái giống như cái bờ kè nước vậy ha. Khá là mát. Ở đây là công viên. Nói chung thì Lý Hương với lại chị Hiền đi vào cái lúc mà cũng vắng rồi ha. Tất cả đã đóng cửa rồi, giờ đi quay quang cảnh thôi. Thì hầu hết là có thể là để ra những cái mặt hàng về thức ăn nè, rồi mỹ phẩm để giới thiệu. Rồi ở đây thì có những cái máy tập này trong công viên của 23 tháng 9. Thôi bây giờ đi lại tập thể dục đi chị Hiền. Tập thể dục đi, tập một chút đi. Sẵn có quần đùi ấy. Đó. Tập đi cho chân dài ra một chút. Tập chứ. Lý Hương xe đạp, xe đạp. Tập đùi, tập đùi, tập đùi. Ở đây có hướng dẫn nha. Phương pháp ví dụ như là xe đạp. Thì nó sẽ ứng dụng để hỗ trợ thể mình. Ở từng khoang vào đó hình đại hình kinh. Để tôi tắt tác dụng vùng cơ đùi phía sau và bắp chân. Trời ơi, cái này mà còn khu vực nhà mình mà có con xe ngày nào tắt.
dưới chiều cao 1m4 nha, coi chân về không phù hợp. Mình 1m5 rồi bạn ơi. Người tối đa cho phép đó là 100kg. Tạ đấy. Mình được nửa tạ. Có gì rằng nhà mình có cái công viên như thế này. Lúc trước mình ở bên kia có, bây giờ chuyển qua bên kia Cầu Bắp hết có hết rồi. Mệt chưa? Thay vấn thích có coi đi tiếp. Xuống đi tiếp nào. Đây, ở đây có thêm cái máy. Lý Hiền chạy đi. Máy máy này là máy gì đây? Có vẻ như quá cao so với ẻm hay sao? Đây, cái gian hàng đã đóng cửa hết rồi. Đây là máy tập eo. Tập không? Tập đi. Giống con nhồi nhồi quá. Em là chỉ đi kiểm tra thôi. Dạ đúng rồi. Em dùng ngoài với dùng trong. Xoay nè. Xoay. Có vẻ khó khăn hơn bài tập ở nhà nha. Lắc đẩy thôi. Ôi, có vẻ là hòa nhiệt cùng máy rồi. Ủa, đi qua đây chơi đi xe văn hóa hay đi quay văn hóa hay là đi tập thể dục đó? Gần quá mà giờ hết rồi, giờ tao phải dọc. Đi trễ rồi. Mai mình đi sớm tí. Thôi, nhẹ nhẹ đi xuống thôi. Ok, dừng rồi. Bạn ấy hình như lâu lắm mới được đi công viên hay sao? Dạ. Để trường quá. Ôi dồi. Đây, đây. Đây. Đây nè. Đây có một bát nữa nè. Đây nữa hả? Đây, đâu? Một bát nữa nè. Thấy không bọn rồi đó. Phải nó quấn mày đó nha. Đó, đó, đó. Ê ô. Ồ anh nhỏ xí vậy mà anh dữ ha. Thôi. Quýnh còn á. Thứ à. Con kia khó chịu, con này để chịu. Chơi với cho đứa. Hai con này chân ngắn hết. Đi con đi, 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 đi. Đi, 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 đi. 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 Đi,
Lý Hiền đang tư tưởng. Đâu tư tưởng chứ là anh chàng ở phía trên kìa. Rồi, được rồi, đi ra đi. Tư với lại tưởng. Nè, có hai cái con này nè. Con gấu, con cọp. Hai con gấu hay một con gấu, một con cọp ta? Nè, con này là con cọp nè, con cọp trắng nè, con này con gấu nè. Thôi, bớt nhố đi. Ok, và bây giờ thì chúng ta đã đi ra ngay cái cổng chào rồi đấy. Rồi đẩy máy ra kìa. Ở đây cái cổng hôm qua lấy hơn có cắt được một cái biểu tượng trên tay, bây giờ nó bôi hết rồi. Khi ông Chen 2018 biểu tượng. Thế vận hội. Thế vận hội đúng không? Ừ. Cái thành phố này tổ chức vận hội năm 2018. Ừ. Wow. Ở đây là gì ta? Không biết, biểu tượng của Hàn Quốc. Thiết kế logo, mình không biết ý nghĩa. Baram Lipid Game là dành cho người khuyết tật. Cũng là ok. Rồi với ba cái nhà ha, hôm nay đi vào cái ngày mà cuối tuần nhưng mà trễ giờ rồi, lo ăn quá nên là ghi được hình nào thì cứ ghi thôi ha. Ok, với ba cái nhà hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like để xem video nhé. Bye.